có nhiều phương pháp xác định loãng xương như chụp X-quang, xét nghiệm máu và nước tiểu để xác định các yếu tố tạo xương và hủy xương. Đo mật độ xương bằng phương pháp hấp thụ năng lượng quang phổ đơn và quang phổ kép, chụp các lớp điện toán, định lượng hay siêu âm. Tuy nhiên, phương pháp duy nhất được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận và được chọn làm tiêu chuẩn vàng để xác định loãng xương là phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép. Đo hấp thụ tia X năng lượng kép là đo thành phần khoáng hay tỉ trọng một vùng xương bằng cách dùng tia X quét qua vùng đó, giúp dự báo được nguy cơ loãng xương, đánh giá mức độ loãng xương và dự báo cả nguy cơ gãy xương. Các máy đo loãng xương thế hệ sau này sử dụng chùm tia rẽ quạt cho kết quả chính xác hơn nhiều so với các máy đo bằng phương pháp khác. Đối với việc đo loãng xương bằng sóng siêu âm, còn gọi là phương pháp siêu âm định lượng, đang được sử dụng rộng rãi để đo mật độ xương ở gót hoặc ngón tay, cho kết quả chỉ đạt 60-70% về mức độ chính xác, nên không dùng để chẩn đoán và theo dõi bệnh.